Và chào bác quay trở lại kênh YouTube của Báo Audio. Ngày mai thì trở lại kênh của nhà em có về cho các bác một cái đầu rẻ mã có tên là PNN50 các bác nhá. Đây là một sản phẩm đầu rẻ mã đã rất phổ biến trên thị trường và được rất nhiều bác yêu thích, bởi vì nó có 3 yếu tố ở phân khúc mà giá vừa phải khoảng 10 triệu các bác nhá. Chiếc này có giá 10 triệu và sẽ bao ship cho các bác. Và hình thức của chiếc này nhà em về thì rất đẹp, các bác có thể nhìn thấy là ở trên toàn bộ cái phần lưng của nó, tức là phần thân loa cũng thân là thân âm ly. Cũng như là phần trên cái xin lỗi, phần thân đầu giải mã cũng như là phần hông, rồi mặt trước, mặt sau của thiết bị thì đều rất đẹp các bác nhá. Hàng về thì đầy đủ khiển zin như thế này. Hàng này được đấu giá và xách tay từ Nhật về, sau đó là cái mức giá cũng khá là dễ chịu. Hàng này là hàng đã qua sử dụng các bác nhá, bên Nhật, tuy nhiên là nó có mức giá khá là dễ chịu và trong khoảng 10 triệu thì rất nhiều bác yêu thích, bởi vì một là cái mức giá vừa phải, hai là cái thiết kế của nó là size 42, cũng không khá giống như các thớt ở âm ly ở nhà các bác. Ba là con này có màn hình hiển thị khá lớn, cho phép các bác có thể nhìn được bài hát, lựa chọn được các cái bài hát mà mình muốn nghe. Thứ tư là một yếu tố nữa là nó có thể kết nối được AirPlay, tức là kết nối không dây cho các bác khi các bác kết nối dây mạng cho nó. Đấy là những yếu tố điểm cộng của cái chiếc PNN50 này. Với 10 triệu thì các bác hoàn toàn có thể sử dụng một cái chiếc đầu giải mã linh hoạt như thế này. Giải mã được tín hiệu từ Optical Smart TV xuống, tín hiệu từ USB ở mặt trước đây. USB con này thì vừa hỗ trợ phát nhạc, vừa hỗ trợ đọc cho các bác hay sạc cả điện thoại cho các bác luôn, với cổng bằng cổng 5V. Và con này có một cổng nữa là cổng digital USB DAC. USB DAC thì các bác có thể stream nhạc từ máy tính sang bằng cổng USB DAC phía sau. Đấy. Thiết kế của nó thì toàn bộ bằng ốp bằng nhôm ở trên. Con này thì nó không phải là công suất, nên ra là nó chỉ là một cái dạng pre thôi. Và thiết kế của nó thì được ốp bằng nhôm hết. Và toàn bộ mặt trước là được làm bằng phay xước như dạng nhôm, cực kỳ đẹp. Và có các nút cơ để điều khiển luôn ở mặt trước, như nick bài, play stop, rồi nút function để chọn chế độ đầu vào. Có tên Network Audio Player N50 các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ kèm khiển zin luôn. Bây giờ em sẽ quay cho các bác xem cái mặt sau luôn, để các bác hình dung rõ hơn về cái chiếc đầu giải mã thì nó như thế nào. Thì đầu giải mã thì nôm na nó là một cái thiết bị để có thể giải mã cái tín hiệu nhạc digital hay gọi là nhạc số đấy ạ, ra tín hiệu analog. Giả sử như một số đuôi nhạc mà chất lượng nó cao, nó không thể đọc được âm đi, hay là những cái đầu của mình nó không thể nhận diện được, thì cái đầu giải mã nó sẽ có tác dụng như vậy. Giả sử như là ở file nhạc chúng ta sẽ đưa vào USB mà âm đi của mình nó không thể có cổng đó, nó không đọc được, thì cái đầu giải mã này sẽ làm nhiệm vụ đại loại như thế. Ở đây thì em đang chọn tín hiệu giải mã từ digital từ trên máy trên TV xuống qua đường cáp quang này, để giải mã tín hiệu từ trên Smart TV xuống âm ly. Ở đây sẽ có thêm một cái đường là đường coaxial nữa. Đường này thì các bác nào mà có thể kết nối thêm cái đầu CD hay các cái thiết bị bên ngoài vào. Đặc biệt là cái đường USB DAC này các bác nhá. Đường này các bác có thể sử dụng là cái đường từ máy tính sang. Các bác nếu mà một số bác cần cài thêm driver cho nó, hoặc nhiều khi máy tính nó đã có sẵn driver không phải cài nữa, thì kết nối vào là sử dụng luôn. Các bác sẽ có một kho nhạc chất lượng cao ở máy tính, và các bác kết nối cho em từ máy tính sang cái đầu giải mã này qua cái dây USB DAC là mình sẽ chơi ngon lành ngay đó. Và con này điện 100V các bác nhá. Ở bên này là cổng analog out, đây chính là cổng mà để xuất âm thanh analog xuống âm ly đấy ạ. Rất là dễ dùng thôi, chỉ cần các bác không cắm nhầm điện là được. Cho em nhìn như này rất dễ dùng, các bác cắm dây quang cho em vào đây và lấy tín hiệu đầu ra là đầu analog này và chuyển số âm ly đó, hoặc là từ máy tính sang và cổng này qua cổng USB DAC, đơn giản như thế thôi. Hoặc là AirPlay, các bác sẽ kết nối cho em dây mạng vào đây và chúng ta sẽ dùng AirPlay ở trên máy tính, trên điện thoại đó, đơn giản là như vậy các bác nhá. Và hình thức em phải nói với các bác là đây là một chiếc đầu giải mã cực kỳ đẹp, cực kỳ là gần như các bác nhìn này, các cái phần gân, tất cả ốc yếc đều là nguyên zin nguyên bản các bác nhá, chưa có một vết động chạm gì cả, cũng như là xước sát gần như không có. Con này đánh giá rất cao, có thể gọi là tới 98 hay hoặc là 99% cũng được, bởi gần như nó chỉ có bám bụi thôi. Nó chỉ có yếu tố về thời gian thôi, chứ nó không có yếu tố gì về can thiệp ở đây cả, hay rơi vỡ hay là xước sát gì cả các bác nhá. Ok, và ngay bây giờ mời các bác cùng lắng nghe chất âm đến từ chiếc đầu giải mã PNN50 mà nhà em vừa về hàng được với mức giá là 10 triệu các bác nhá. Sẽ tặng kèm cho các bác một sợi dây quang luôn, để các bác có thể sử dụng từ trên giải mã rồi trên TV xuống, với hướng dẫn kỹ càng nhất cho các bác, để các bác có thể sử dụng hợp lý cho bộ dàn của mình. Thank you.
của